chào mọi người, hôm nay mình sẽ giới thiệu với mọi người là cách làm cám mồi cám câu cá tra với chùm nho. Cái này là cám mình đã nhồi sẵn, cám mình câu này là cám Thái, cái thương hiệu gì cũng không biết luôn á. Mình câu với chùm nho và mình sẽ làm nhân là bằng ruột bánh tráng. Mình sẽ đang cắt bánh để mình làm cái nhân bên trong của cái lưỡi. Mình đang ở trên hồ Hoàng Nguyên Thụ, câu một tiếng rồi mà chưa được con nào đây. Sau khi cắt bánh xong thì ta sẽ cho bánh vào bên trong cái lưỡi để làm cái nhân. Khi ta bóp cám, cám sẽ không bị rơi ra. Thường là câu tra thì ta sẽ buộc cái lưỡi chùm nho cỡ size 15, thường là ta câu với nho 4 hoặc nho 6. Cái những chùm nho này thì nó có bán sẵn ở những cửa hàng đồ câu cá, những dân câu chuyên nghiệp á thì họ sẽ mua về họ làm họ tự tóm lưỡi. Còn mình là dân nghiệp chứ mình mới nhỏ toàn sẵn. Phải, mình là dân làm biến. Hiện tại là mình đang câu với cái chùm nho 4. Ở đây mình có xài thêm một số cái tên mùi câu cá tra của Thái Lan. Này là của Yuho Thái Lan. Mùi này mùi cá tra và mùi này được mọi người nói là lên cá rất nhiều. Sau khi cho cái bánh cám vào trong lưỡi thì ta bắt đầu bóp cám vào trong tầng cái lưỡi của chùm nho. Chúng ta thường bóp cám nó vừa với cái nắm tay của mình, nó có linh động thì lớn nhỏ, một mồi lớn nhỏ thì theo cái cá ở hồ mình câu. Cấm sẵn luôn. Lúc ở đây nó câu cám tanh nhiều quá rồi, nó cá nó quen cái mùi. Là điện thoại để chơi một tủ mới câu gì chín. Một tuần ra bắt chim đó nha. Câu rồi nào câu loại thôi, bao xô quá. Đừng nữa, đừng bắt chim thôi. Không có gì đất bình đó. Đây, sau khi bóp bốn cái lưỡi, ta sẽ bóp bốn cái cám này cho nó dính nhẹ lại với nhau. Mình thì thường câu mình sẽ làm sẵn khoảng 2 đến 3 cục và để khi mình kéo lên mình đổi mồi. Trong thời gian chờ cá ăn thì mình sẽ làm tiếp những cái cục mồi tiếp theo. Ở đây mình đi câu thì mình sử dụng rất nhiều cái loại tinh mồi, có một số loại nó hiệu quả, một số loại thì không hiệu quả. Nói chung là cũng tùy thuộc vào cái chỗ cái hồ câu và cái thời tiết nữa.